với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đồng thuận, phát triển. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Trọng lần thứ 11 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029 với quyết tâm cao nhất là xây dựng huyện Đức Trọng sớm trở thành thị xã. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Trọng phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu nghị quyết và 5 chương trình hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 10 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận trên các lĩnh vực. Phối hợp thực hiện xây dựng 115 khu dân cư tiêu biểu và kiểu mẫu, vận động và tiếp nhận trên 11 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo. Trong cái nhiệm kỳ 2019-2024 thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã rất tích cực trong việc là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó cũng đã thể hiện qua rất là nhiều cái chương trình. Ví dụ như hàng năm là tổ chức gặp mặt các chương trình già làng chức sắc, rồi các gặp mặt các tôn giáo, rồi duy trì cái truyền thống văn hóa của đồng bào của trên địa bàn huyện của Đức Trọng. Và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ 2019-2024 thì cái vai trò của mặt trận thể hiện rất rõ trong cái việc là cùng với lại cả nước chúng ta chung tay vào công tác là phòng chống dịch COVID-19. Từ cái nghị quyết của huyện đề ra thì bản thân cũng là người trực tiếp góp ý trong nhiệm kỳ tới đây, thì cũng mong muốn rằng là trong nhiệm kỳ tới thì những cái vấn đề nào khó khăn cũng như đặc biệt là liên quan đến cái chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng đã nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã thông qua chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ tới, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong huyện, xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Qua cái đại hội lần này, một số các cái thực tế mình phải giám sát nó kỹ hơn. Rồi là về nhân sự chúng ta cũng phải chọn lọc một cách nó sáng tạo hơn. Thứ hai là mình cũng tìm những con người nó có thiện chí hơn để phục vụ cho bà con trên nhiều cái vùng đất của huyện của chúng ta. Và nhất là chúng ta phải có một cái sự đoàn kết mạnh mẽ thì chúng ta có thể đẩy được những cái phong trào cũng như giải quyết được những vấn đề mà nghị quyết đưa ra. Nếu không nó cũng chỉ là lý thuyết ở trên giấy tờ. Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 65 vị. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Hiệp thương cử 4 thành viên tham gia ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện sẽ là tiếp tục là phấn đấu, đoàn kết và chung sức đồng lòng triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà được đề ra. Trong đó thì sẽ tập trung là tuyên truyền vận động dân, tập hợp đoàn kết các cái tầng lớp nhân dân để là thi đua lao động sản xuất cũng như là tham gia các cái phong trào thi đua với các cuộc vận động và các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm góp phần xây dựng cái huyện Đức Trọng ngày càng phát triển. Bên cạnh đó thì một số cái nhiệm vụ cụ thể của công tác mặt trận như là cái công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, rồi tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, thì mặt trận các cấp trong huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để mà triển khai thực hiện cái việc mà tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh cũng là tham gia về cái góp ý xây dựng đảng, xây dựng quyền.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đến cuối tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh đã có 142 trên 142 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029, đạt tỷ lệ 100%. Công tác tổ chức đại hội các đơn vị đều trang trọng và nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân về sự kiện chính trị quan trọng này.